Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Marsilia là một bộ phim hài kịch khiêu dâm năm 1973 của Ý, do Salvatore Samperi đồng biên kịch và đạo diễn. Bộ phim đã biến Laura Antonetti trở thành siêu sao và trở thành biểu tượng tình dục quốc tế. Sau khi phần đầu ra mắt năm 1973, 18 năm sau, Salvatore Samperi đã thực hiện phần 2 của bộ phim với tiêu đề Marsilia 2000 vào năm 1991, với cùng một dàn diễn viên là Laura Antonetti và Tori Ferro. Nội dung của cả hai phần đều là câu chuyện về những thiếu niên trẻ tuổi đang phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi, một bà nội trợ hấp dẫn, Angela, do Laura Antonetti thủ vai. Ở phần 1 của bộ phim Marsilia năm 1973 là một thành công của Salvatore Samperi khi bộ phim được đánh giá cao và được tham dự liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 23. Tại lễ trao giải Silver Ribbon, Antonetti và Ferro lần lượt giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nội dung của phần này nói về ham muốn tình dục của một người đàn ông quá vợ và ba đứa con trai của ông ta đối với người quản gia mới của họ. Trong khi ban đầu chúng ta thấy người cha và con trai lớn nhất tán tỉnh Angela một cách công khai, câu chuyện sau đó tập trung vào Nino, 14 tuổi, người có cảm tình với Angela từ tuổi dậy thì, nhưng anh ta sớm nhận ra rằng anh ta không thể có cô ấy như anh muốn, và anh ấy càng kinh tởm khi thấy cô đính hôn với cha anh. Vì vậy anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để ngăn cản cuộc hôn nhân. Ban đầu anh ấy đã thành công khi tạo ra những cơn ác mộng về người mẹ đã khuất của mình và quyết định lợi dụng quá khứ của anh ấy với Angela để tống tình cô. Sau 18 năm, phần 2 của bộ phim với tiêu đề Marsilia 2000 được ra mắt năm 1991. Ngoại trừ một vài thay đổi, Samperi vẫn giữ nguyên những con người cũ khi các diễn viên chính đã mang trên mình dấu ấn của thời gian. Ignazio và Angela, người giúp việc cũ, hiện đã kết hôn gần 20 năm, đã mất đi ngọn lửa trong cuộc sống tình yêu của họ. Trong khi Angela đang ở nhà, vô cùng buồn chán, thì Ignazio đang cảm thấy bị hấp dẫn bởi nữ trợ lý cửa hàng của mình. Mọi chuyện dần thay đổi khi một nhà khảo cổ học đến để tiến hành một cuộc khai quật trong các hang động bên dưới biệt thự. Anh dẫn theo cậu con trai 15 tuổi, Jimmy, người ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp trưởng thành của Angela. Nhưng Angela nói rõ ràng, cô ấy không phải là người phù hợp với anh ấy. Chàng trai tuổi dậy thì không muốn chôn vùi người mình yêu một cách dễ dàng như vậy. Vừa quỷ quyệt, vừa nhút nhát, anh ta bày ra một trò độc ác với Angela, thậm chí bao gồm cả việc làm tổn hại cho mình. Khi Angela nhận ra ý định của anh ấy, cô ấy quyết định chơi cùng. Nếu như phần 1 bộ phim rất thành công và đã làm nên tên tuổi của Laura Antonetti, thì đến phần tiếp theo, Marsilia 2000 đã giết chết sự nghiệp của cô ấy. Phần nối tiếp này hoàn toàn vô nghĩa và là sự thất vọng về mọi mặt. Marsilia 2000 mang đến một câu chuyện nhàm chán, với những yếu tố đơn giản, hời hợt, chấp nối mà không có bất kỳ hiệu ứng hay chiều sâu nào. Laura Antonetti tham gia vào phần 2 của bộ phim khi đã ở tuổi xế chiều. Mặc dù cô ấy vẫn rất gợi cảm, nhưng vẫn không thể che giấu được sự xuống sắc vì thời gian. Điều này khiến người xem sẽ luôn so sánh cô với bộ phim của 18 năm trước. Nhìn chung, Marsilia 2000 hoàn toàn thất bại trong việc tái tạo lại công thức Marsilia. Điều kỳ diệu đã biến mất, bộ phim không thể so sánh với bản đầu tiên. Từ chất lượng hình ảnh đến dàn diễn viên, Laura Antonetti và Tori Ferro đã già đi nhiều sau 10 năm. Barbara Scoppa cũng không nổi bật hơn Tina Oman trong một vai phụ, trong khi Luca Ceccarelli hoàn toàn không thể so sánh được với Alessandro Momo, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy ở Rome vài ngày trước khi anh tròn 18 tuổi. Khác với Jimmy của Luca Ceccarelli, nhân vật Nino của Alessandra Momo là một anh chàng nghịch ngợm, mặc dù còn trẻ. Sự tiến bộ về giới tính của anh ấy đã rõ ràng. Ngoài việc quấy rối Angela, anh ấy còn có một chút phiêu lưu với một người phụ nữ lớn tuổi lạ mặt ngay ở phần đầu bộ phim, khi anh bất ngờ đặt tay lên đùi của cô trong một chiếc xe đang về nhà sau đám tang. Dù sao đi nữa thì cả hai phần của bộ phim đã trải qua từ rất lâu và để lại cho người xem những cảm xúc khó quên. Đặc biệt, xin bày tỏ sự thương tiếc từ nữ diễn viên Laura Antonetti, người đã từng là ước mơ của rất nhiều đàn ông ở Ý cũng như nhiều nơi trên thế giới trong những năm 1970 và 1980. Bà đã qua đời năm 2015 ở tuổi 73. Đáng buồn thay,
biểu tượng một thời của điện ảnh Ý, đã ra đi trong sự cô đơn và quên lãng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.